Công ty Lưới Nhựa Thanh Hà xin kính chào quý khách hàng. Công ty chuyên sản xuất và cung cấp ra thị trường các dòng sản phẩm lưới nhựa như lưới đựng trái cây, lưới đựng nông sản, lưới bao hoa, lưới bông tắm, lưới chăn nuôi. Với quy mô sản xuất rộng lớn, công ty luôn đáp ứng được các đơn hàng lớn nhỏ trong thời gian ngắn, chiết khấu cao cho các đơn hàng có số lượng lớn, vận chuyển và giao hàng tận nơi trên toàn quốc. Phân dê là một loại phân bón rất tốt cho cây trồng. Hiện nay người ta sử dụng bón cho hoa lan, hoa hồng, cây cảnh rất nhiều. Loại phân này không chỉ giúp cho cây trồng phát triển nhanh, khỏe mạnh mà còn góp phần cải tạo đất. Phân dê có thể sử dụng trong hầu hết các loại vườn, bao gồm cây hoa, thảo mộc, rau và cây ăn quả. Phân dê khi bón cho hoa lan, cây cảnh được đựng trong túi lưới giúp cây hấp thu chất dinh dưỡng tốt hơn. Đối với lan trồng trên thân cây, trong giỏ lan thường không có nhiều mùn đất nên việc bón phân cho cây khá khó khăn. Việc sử dụng túi lưới để bón phân sẽ trở nên dễ dàng hơn, do đó túi lưới được đựng trong phân dê được rất nhiều nhà vườn sử dụng. Túi lưới đựng phân dê được làm từ chất liệu nhựa nguyên sinh PE, không chứa tạp chất, không mùi, được cấu tạo từ những sợi lưới cước nhỏ, dai, có độ bền cao, an toàn, có giá trị thẩm mỹ nên được dùng nhiều để đựng phân tan chậm, được ứng dụng nhiều trong lĩnh vực trồng lan và một số loại hoa cây cảnh. Lưới được thiết kế dạng mắt cáo nhỏ với các sợi lưới liên kết chặt chẽ với nhau, chịu được lực căng tốt. Các mắt lưới này giúp phân bón có thể tan ra từ từ, không làm trôi phân bón khi tưới nước hoặc gặp trời mưa lớn. Túi lưới đựng phân tan chậm được công ty sản xuất dạng dài nguyên cuộn không cắt, rất thuận tiện cho các nhà vườn khi có nhu cầu dùng đến đâu cắt đến đó, phù hợp với nhiều mục đích sử dụng trong công việc của mình. Việc sử dụng túi lưới đựng phân dê cũng rất đơn giản. Trước hết, bạn cắt đoạn túi lưới phù hợp với đường kính chậu cây trồng. Sau đó, bạn hơ lửa hoặc dùng ghim hay có thể buộc một đầu túi lưới lại. Tiếp theo, bạn tiến hành cho phân dê vào trong túi. Sau đó, cố định miệng túi đã còn lại như hơ lửa hoặc dùng chỉ buộc hoặc dùng ghim bấm để tránh phân rơi vãi ra bên ngoài. Túi lưới nguyên cuộn ngoài việc sử dụng để đựng phân dê còn được dùng để bọc đồ, bao hoa và còn nhiều ứng dụng tiện lợi khác nữa. Để tìm hiểu kỹ hơn về sản phẩm hay tham khảo thêm nhiều sản phẩm khác, quý khách hàng vui lòng truy cập website hoặc gọi điện vào số hotline hiện trên màn hình để nhân viên của công ty hỗ trợ tư vấn và giúp quý khách hàng đặt hàng nhanh chóng nhất.